Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận kết quả dương tính với COVID-19 chiều 3 tháng 3 trong buổi họp online gần nhất với các trợ lý. Ông Park vắng mặt theo vẽ Ông Park cần thêm vài ngày cách ly và nghỉ ngơi trước khi quay trở lại với công việc. Với việc nhiễm COVID-19, kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam sẽ có chút thay đổi. Ông sẽ không thể tới các sân bóng V-League cuối tuần này để thị sát và xem gió các cầu thủ mới. Tuần trước, ông Park có chuyến dự khán tại Bình Định trong trận đấu giữa đội chủ nhà và Việt FC. Nhiều khả năng các trợ lý sẽ thay ông đảm nhiệm công việc này. Cũng liên quan đến Covid-19, trận Nam Định và Hà Nội có thể bị hoãn bởi cả bốn thủ môn của đội bóng thủ đô vẫn có kết quả dương tính. Đây sẽ là trận đấu thứ ba liên tiếp Tấn Trường và Đồng đội không thể ra sân thi đấu vì nhiễm bệnh.